ờ chào tất cả các bạn nha hôm nay mình sẽ nói tiếp về cái một cái chuyên mục đó là đổ màu chuyển sắc ở trên Photoshop nha à, hôm trước chúng ta đã à, biết cách đổ màu đơn sắc tức là màu solid color đó là cái màu foreground và màu background ở đây này. À, chúng ta có màu foreground là cái màu ở trên và màu background là cái màu ở dưới. Để đổ cái màu ở bên trên ta nhấn tổ hợp phím Alt Delete. Alt Delete thì chúng ta sẽ đổ được cái màu ở bên bên trên và cái màu ở bên dưới. Chúng ta click vào đây chúng ta chọn ví dụ như mình chọn một màu khác đi ha, mình chọn một màu xanh đậm này đi. Rồi mình sẽ nhấn Ctrl Delete để mình đổ màu ở bên dưới. Bây giờ mình gõ phím D để mình trở về bảng màu trắng đen nếu như bạn muốn thay đổi bảng màu ở trên và dưới hai vị trí này với nhau thì bạn gõ phím X, XC ở trên bàn phím ấy, chúng ta sẽ trao đổi hai cái vị trí này lại với nhau. Tiếp theo là à, mình cũng có thể áp dụng vùng chọn. Bây giờ mình thử chọn một vùng chọn ở đây nha, mình chọn một vùng chọn là hình, hình vuông như thế này nè. Rồi mình sẽ đổ màu, à, mình chọn màu ở đây là màu, màu xanh này đi ha. Rồi mình sẽ nhấn Alt Delete thì nó sẽ đổ ở trong cái vùng chọn đó. Đấy, nếu như các bạn muốn lưu lại cái màu sắc này á, các bạn cũng có thể gõ vô đây cái mã của cái màu đó, bạn lưu lại lần sau nếu bạn muốn đổ cái màu giống y chang như thế này thì bạn có thể nhập cái mã này vô hoặc là bạn nhớ cái thông số RGB của nó ở đây này. Đó rồi để lấy một cái màu mà có sẵn ở trên những cái khu vực chúng ta đang mở như thế này này bạn à, ví dụ như là bạn muốn lấy cái màu xanh màu vàng giống vậy đi thì bạn click vô đây và bạn rê con chuột ra bên ngoài bạn rê con chuột ra xong rồi nó sẽ ra cái biểu tượng lấy màu lấy màu mẫu này mình click vô đây thì nó sẽ chọn cho mình cái màu đó rồi mình nhấn ok mình sẽ được cái màu đó ha bây giờ chúng ta sẽ nói đến đổ màu chuyển sắc đổ màu chuyển sắc bây giờ mình sẽ tô toàn bộ cái này lại màu trắng nha mình tạo layer mới mình tạo layer mới ha rồi mình vẽ một cái một cái hình một cái vùng chọn hình chữ nhật ở đây nha bây giờ mình sẽ chọn hai màu bây giờ mình sẽ chọn hai màu bây giờ mình chọn màu hồng mà màu hồng nhẹ này đi cộng với lại một màu hồng phấn nhẹ ha. Rồi mình sẽ có hai màu nha, màu màu hồng và màu hồng nhạt hơn một chút. Bây giờ mình sẽ đổ màu chuyển sắc thì các bạn sẽ vô cái công cụ gradient tool ở đây này gradient phím tắt là phím g nhé gradient tool sau đó bạn lưu ý dùng dùng mình ở những cái option ở trên đây nhé mình sẽ chọn vô đây và mình mình bạn 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 bấm vô trong cái phím này nè cái phím hình tam giác sổ xuống nè bạn chọn cái đầu tiên bạn chọn cái ô đầu tiên nhé sau đó mình mình đi ra ngoài và mình mình bắt đầu mình đổ nè mình kéo từ trái sang bên phải mình kéo từ trái sang phải nếu bạn muốn thẳng bạn giữ thêm phím shift thì bạn sẽ kéo chuột nó thẳng sau đó bạn sẽ thấy là nó đổ từ màu foreground sang màu background từ màu foreground sang màu background nha. nếu như mà bạn muốn đổ theo chiều ngược lại thì bạn cũng có thể quét từ bên phải sang bên trái hoặc bạn bấm vô phím reverse reverse ở đây thì nó sẽ cho bạn nghịch đảo lại thay vì từ bạn quét từ trái sang phải nó sẽ tô từ màu màu dưới lên màu ở trên nhé mình làm thử cho các bạn coi nhé đó nó sẽ tô ngược lại bởi vì bạn đang để chế độ reverse rồi tiếp theo là bạn cũng có thể chọn opacity cho nó rồi chọn uh, tiếp theo là chúng ta vừa mới đổ là cái uh, cái um, cái lựa chọn đầu tiên đó là liner gradient là nó sẽ nó sẽ tô thẳng bây giờ chúng ta sẽ tô tròn bây giờ ta sẽ tô tô tròn nha tô tròn thì mình sẽ vẽ minh họa cho các bạn ở đây là một cái hình tròn đi ha rồi mình sẽ chọn hai màu này luôn mình đưa cái màu nhạt lên trên ha rồi mình chọn vô công cụ gradient tool rồi mình chọn vô cái kiểu tô đây là cái kiểu tô các kiểu tô nha bạn đây là cái kiểu tô của mình mình chọn ở đây là radial radio gradient và mình sẽ mình sẽ tắt cái reverb đi ha rồi mình sẽ tô ở trong tâm mình tô ra nè mình tô ở trong tâm mình tô ra Mình bạn sẽ thấy nó tô từ cái màu foreground sang màu background theo kiểu tròn đây là kiểu tô tròn tiếp theo là mình sẽ tô cái uh, cái uh, kiểu tiếp theo là angle gradient đây là kiểu tô uh, gấp À, nó sẽ nó giống như là một cái cánh quạt đó nó quạt một đường sau đó thì thì bạn sẽ thấy là nó à, mình chọn vào đây nha mình chọn vào đây rồi mình tô thử cho các bạn coi nha đó nó sẽ quạt nó giống như một cánh quạt đó nó nó quét từ cái khu màu foreground sang tới cái màu background và nó kết thúc với nhau bằng một cái đường biên độ sắc ở đây rồi cái kiểu tô tiếp theo ở đây là kiểu tô Reflected gradient bây giờ mình vẽ lại mình tắt cái này đi ha mình new layer, mình vẽ một cái hình Hình như thế này cho bạn hình một cái vùng trọn hình chữ nhật cho bạn coi ha. Rồi mình sẽ chọn cái kiểu tô là kiểu tô này. Sau đó mình quét một cái đường từ giữa ra ngoài thì bạn sẽ thấy là nó sẽ tô theo cái cái hướng đó là màu màu đậm sang màu màu lợt xong rồi sang màu đậm. Đó, đây là cái kiểu tô này là là nó như thế tiếp theo là cái kiểu tô đường diamond này là cái kiểu tô hình kim cương như thế này này bạn ví dụ như bạn có thể uh, vẽ một cái hình khác đi mình vẽ một cái hình vuông ở đây đi ha xong rồi bạn sẽ tô cái kiểu tô đó bạn tô kiểu tô hình kim cương này bạn sẽ thấy nó ra nó ra được cái 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 hình kim cương như thế này nè đấy nó giống như là là cái viên, hình dáng của viên kim cương á nó gọi là diamond tiếp theo là à, mình sẽ nói đến cái option thứ hai ở trong đây cái option này là tô tô từ một màu foreground sang transparent transparent là trong suốt từ màu foreground sang màu transparent nha uhm, ví dụ bây giờ mình ví dụ nha à, mình sẽ xóa hai cái layer này đi nè mình new layer các bạn sẽ thấy mình chọn ở trên đây à, mình chọn cái màu hồng hồi nãy đi ha mình đưa nó lên trên mình gõ phím x mình đưa nó lên trên nếu như các bạn nhìn nè mình mình chọn cái kiểu đầu tiên là kiểu foreground to background từ màu foreground sang màu background ví dụ như màu background ở đây mình chọn màu trắng đi ha mình chọn màu trắng nha nó sẽ tô nó sẽ tô mình sẽ tô nè mình tô từ trái sang phải nó sẽ nó sẽ mình để lại kiểu tô uh, đầu tiên ha uh, mình sẽ tô từ màu hồng sang màu trắng này các bạn thấy không xong rồi mình new layer bây giờ mình muốn tô một cái góc trên này một màu khác nữa một màu một màu xanh ở đây đi một màu xanh lá cây mình tô ở đây thì các bạn nhìn thấy là nó sẽ tô từ màu xanh sang màu trắng và nó đè luôn cái nó nó fill toàn bộ cái tấm hình này nó đè luôn cả cái layer bên dưới cho nên chúng ta không nhìn thấy được vậy thì cái kiểu tô tiếp theo mà mình giới thiệu ở đây á là mình xóa luôn cái layer này đi nha nhấn delete mình xóa lại. Rồi, mình sẽ tô cái kiểu tô option tiếp theo là transparent. Đây, từ foreground sang transparent nha. Rồi, ok. Bây giờ mình tô cái góc này, mình tô cái góc góc ở trên xuống dưới thì các bạn thấy là nó sẽ phủ màu xanh sang 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 cái transparent là cái trống rỗng. Bạn nhìn thấy ở trên cái biểu tượng là trống rỗng nè Bây giờ mình new layer khác, mình sẽ chọn ở đây một cái màu hồng màu tím đi ha mình sẽ tô từ dưới tô lên nè mình đang chọn Transparent nha thì các bạn sẽ thấy là hai cái này nó sẽ chồng um, đè lên nhau và ở những khu vực này là những khu vực trống những khu vực này là khu vực trống cho nên là nó sẽ nhìn thấy cái bên dưới vậy cái ý nghĩa của cái option này chính là bạn tô từ màu foreground sang Transparent là sang cái cái trống rỗng đấy Tiếp theo là bạn cũng có thể chọn một vài cái thang màu nó có sẵn ở trên hệ thống ở trên đây bạn chọn vô. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tự thiết lập mà những cái màu mà chúng ta muốn tô cho nó. Chẳng hạn như là bây giờ bạn bạn không muốn lập lại những cái màu sắc có sẵn trong hệ thống như thế này thì bạn có thể tự tạo cho bạn một cái giải màu mà mình yêu thích. Bằng cách đó là bạn sẽ mình xóa hai layer đi. Bạn sẽ click vô cái biểu tượng này nè, click vô đây, nó sẽ hiển thị ra cho bạn cái cái bảng để cho chúng ta có thể thay đổi những cái giải màu mà mình yêu thích. Bằng cách là bạn sẽ thấy ở đây nó có ba cái bình mực đang có sẵn này, bình mực màu cam này, bình mực màu vàng và bình mực màu cam. Đó. Còn đây chính là cái transparent của nó. Đây là cái uh, opacity của nó, cái opacity của nó, bạn có thể đặt vô. Và các bạn nhìn thấy các bình mực này nó có những cái vị trí nó gọi là location ở đây. Đấy, nó đang để ở vị trí sát bên góc trái thì nó là location của nó là 0% và bên phải tức là 100% và ở đây bạn nhìn thấy nó là 50. Bạn có thể di chuyển cái bình mực này nếu như bạn muốn cái giải màu này nó thay đổi như thế này chẳng hạn như bạn muốn là màu cam sang màu vàng từ đây tới đây thôi, còn màu vàng màu vàng sẽ sang màu cam một cái giải lớn hơn. Bạn thể thay đổi được cái bình mực này bằng cách bạn click đúp vào đây và bạn chọn màu sắc cho nó chẳng hạn như mình chọn ở đây là màu xanh đi ha. Mình màu chọn màu xanh. Rồi, tương tự như thế bạn vẫn có thể thay Thêm vô đó các bình mực khác bằng cách là bạn có thể nhấn phím Alt-Alt và bạn giữ cái cái bình mực này bạn lôi nó sang, bạn lôi nó sang vị trí khác, sau đó bạn lại chọn màu màu cho cái bạn lại chọn màu cho cái bình mực này ha. Rồi nếu như bạn muốn chính xác nó nằm ở vị trí nào luôn thì bạn gõ vào đây Chẳng hạn như tôi muốn, à, ví dụ như mình muốn nó nằm ở giữa đây ha Mình sẽ gõ vào đây là 50 Đấy, 50 là nó nằm đúng vị trí giữa luôn Đấy. rồi mình muốn rằng là à, từ đây đến đây này nó sẽ tô từ nó sẽ tô từ màu bạn cũng có thể à, kéo cái này để mà mình sao chép nó ra bằng cách là bạn nhấn Alt nha xong rồi bạn kéo nó ra thì nó sẽ nó sẽ sao chép cho bạn thêm một cái để bạn thiết thiết lập cái cái opacity của nó nữa chẳng hạn như ở đây mình đặt opacity của nó là là 0% Thì bạn sẽ thấy từ đây đến đây nó nó sẽ tô từ màu cam sang màu sang nè xong rồi bạn sẽ nhân bạn cái này thêm một cái nữa và bạn đặt ở đây lại 100 đi bạn đặt đây là vậy thì từ đây nè đến đây nó sẽ tô từ màu kem sang sang cái trống rỗng và từ cái trống rỗng sang tới 100 phần trăm là opacity của nó bạn có thể thiết lập những cái này tùy theo cái ý định của bạn khi gì mà bạn đưa cái giải màu đó vào nhá Ok bây giờ mình thử tô cái màu này thử xem nha Từ nãy giờ mình ví dụ nó ra cái màu đủ tùm lum hết Bây giờ mình thử tô cái màu mà mình vừa chọn cho các bạn coi nè đấy mình sẽ quét một đường các bạn sẽ thấy nó tô rồi. đây thời mình sẽ đáp cái màu cam từ đây đến đây đó rồi các bạn sẽ thấy à, nó ra được cái giải màu mà mà bạn vừa mới vừa mới lựa chọn đó tiếp theo là mình muốn uh, giới thiệu đến các bạn một vài cái hiệu chỉnh về ánh sáng và màu sắc ở trong hình ảnh một cách đơn giản nhất mà chúng ta hay sử dụng bây giờ mình mở một tấm hình của mình lên là mình có một tấm hình đây mình có một tấm hình cô gái chụp như thế này cái tấm hình này nó hơi bị thiếu sáng thiếu sáng thì bạn có thể chỉnh cho nó uh, sáng lên ở đây mình chỉ cho các bạn uh, cái cách thức đơn giản nhá cách thức đơn giản uh, đó là các bạn vô cái image adjustment ở đây này image adjustment các bạn chọn vô level level hoặc là curves đây là những hoặc là exposure những cái này là dùng để chỉ cho brightness contrast này cũng dùng để cho bạn uh, thay đổi cái độ sáng của tấm hình nhá mình cái người ta hay sử dụng nhất là level và curves đây này bây giờ mình nhấn uh, level hoặc là phím tắt bạn nhấn control l nó sẽ hiển thị ra cho bạn cái bạn này bạn sẽ nhìn thấy cái biểu đồ của nó trên đây này bây giờ mình sẽ kéo mình sẽ kéo từ bên phải sang bên trái bạn sẽ thấy nó sáng dần lên bạn làm từ từ thôi bạn đừng có kéo cái rẹt một phát như vậy nhá. là nó cháy luôn tấm hình luôn á bây giờ mình kéo từ từ này mình kéo từ từ đấy bạn sẽ thấy tiếp theo là mình kéo cái cái ở giữa rồi mình lại tiếp tục kéo nè mình kéo đến khi nào mà nó nó sáng ở cái mức độ nào đó mà bạn bạn cảm thấy phù hợp đó, thì bạn dừng lại sau đó bạn nhấn ok như vậy là chúng ta cùng xem là một tấm hình trước khi mà bạn bạn là chỉnh cho nó sáng lên và sau khi bạn chỉnh nó sáng lên đương nhiên là chúng ta vẫn còn có thêm nhiều cái công cụ khác nữa để chúng ta có thể điều chỉnh cái màu sắc cho nó tươi tắn lên một chút uhm, đó là cái cách chúng ta chỉnh sáng hữu hữu dụng mà người ta hay sử dụng um, hoặc là bạn cũng có thể nhấn vô cái lệnh curve là phím tắt là control m bạn có thể chỉnh sáng bằng phím tắt là control uh, m chúng ta mở cái bảng curve lên ở trong đây là nó cũng có adjustment này. xong rồi bạn chọn vô curve là control m đây nè bạn cũng có thể kéo cái biểu đồ này lên trên lên trên đây là nó sáng lại nó sáng ra này còn nó xuống xuống đây thì nó tối bớt lại nha đấy bạn cũng có thể sử dụng những cái uh, cái um, những cái thanh này để mà bạn điều chỉnh cái mức sáng tối của nó. Tiếp theo mình sẽ nói với các bạn về cái lệnh adjustment và hue saturation ở trong đây. Phím tắt là ctrl u. Mình đưa một tấm hình lên cho các bạn coi nha. Đây, một tấm hình này nha. Bây giờ mình muốn thay đổi màu mỗi cái cánh hoa của cái hoa hồng này là một màu khác nhau này. Mình sẽ tạo vùng chọn nha trong giới hạn đến đây thì chúng ta sẽ sử dụng vùng chọn này chúng ta tạo vùng chọn ví dụ như mình tạo vùng chọn là là cái cánh hoa hồng này cái cánh hoa bên này đi mình đang để cái công cụ tạo vùng chọn là quick selection tool được chưa quick selection tool mình chọn tiếp vào bên trong này nha mình cho cái 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 cọ nó bé lại để mình chọn vào trong cái khe bên trong này luôn rồi đấy mình đã chọn vô tới cái cái bên trong này mình chọn thêm cái ở dưới này nữa cái khu vực này là một chút nữa là nó vô tới nha ồ oh, nó bị lấn ra ngoài rồi vậy thì bây giờ mình sẽ mình sẽ tạo một cái uh, vẽ và mình chọn cộng vô đây nha vẽ ngẫu nhiên đấy biết cái này mình chọn ngẫu nhiên nha các bạn nha đó mình chọn ngẫu nhiên vô đây nha rồi mình đang có cái này mình trừ bớt cái này ra nè mình trừ bớt cái này ra nè mình trừ bớt cái này ra nha Rồi Mình làm đại khái như vậy ha Các bạn có thể chọn kỹ hơn nhé Rồi mình đang có cái cánh hoa này Bây giờ mình nhân bản nó lên Bạn nhấn Ctrl J Ctrl J Rồi mình đang có cái cánh hoa này Nó làm ở vị trí ở trên cái layer mới Bây giờ mình sẽ dùng cái lệnh đó là Image Adjustment and uh, Hue Saturation Ở đây phím tắt là bạn có thể bấm phím Ctrl U bạn rồi nó cho bạn ra cái giải màu như thế này nè à. bạn sẽ điều chỉnh nó bạn kéo cái thanh ở Hue nè bạn sẽ kéo cái thanh này và bạn sẽ thấy cái màu nó thay đổi đó ví dụ bạn muốn cho nó ra cái màu màu tím nè bạn để như vậy là nó ra màu tím bạn muốn cho nó đậm hơn một chút nữa thì bạn chọn cái saturation này saturation này nó tăng mạnh lên và bạn muốn cho nó sáng lên thêm tí nữa thì bạn chọn vô cái lightness ở dưới đây được chưa thì rồi ví dụ như mình cho cái này nó ra một cái màu là màu là màu màu đó đó Ờ uh, màu xanh này đi ha. Đấy, màu xanh này. Rồi, vẫn giảm này bớt lại. Đó. Đấy, mình có được một cánh hoa màu khác. Tiếp theo mình có thể chọn thêm uh, mình dùng Quick Selection Tool thử coi. Rồi, nó vô tới đây luôn. Mình xin lỗi, mình đứng ở bên dưới nha. Mình đứng ở bên dưới. Ờ cái này chọn nó nó mình dùng Quick Selection Tool thì nó sẽ chọn tốt hơn cái cái công cụ vừa rồi. Bây giờ mình chọn cái cánh này đi ha. Mình chọn cái cánh này. Đó, mình chọn cái cánh này. Nó lố ra ngoài rồi mình trừ bớt đi nhá. Rồi, mình đang có cái cánh này Bây giờ mình cũng đứng ở dưới layer background nha Xong mình nhấn Ctrl J Mình lại làm lại thao tác Hồi nãy là mình nhấn Ctrl U Mình sẽ kéo cái thanh này sang bên phải đó Nó ra được cái màu khác rồi nè Màu tím tím này rồi mình nhấn OK Đó, chúng ta đã tạo được một cái một cái cánh hoa màu khác và tương tự như thế bạn cũng có thể làm làm những cái thao tác tương tự để chúng ta ra được một cái bông hoa một cái bông hoa hồng mà nó có nhiều màu sắc như thế này đấy là chúng ta làm từ những cái thao tác vừa rồi ấy. Đây là cái cái file mình đã làm sẵn uh, dựa vào những cái uh, những cái thao tác vừa rồi mình hướng dẫn cho các bạn ấy. đấy các bạn có thể làm theo như vậy nhé